Người đàn ông ngang ngược vứt ô tô giữa đường đi xử lý chuyện riêng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Theo chủ video chia sẻ, anh đang ngồi bên đường uống nước với bạn thì trước mắt bỗng nhiên diễn ra một hành động chướng mắt vô cùng. Chiếc xe con 4 chỗ đang đi trên đường bất ngờ dừng lại. Ngay sau đó là một người đàn ông bước ra và cứ thế đi thẳng sang tiệm thuốc bên kia, bỏ mặc ô tô chỏng chơ chiếm nguyên một làn đường. Lúc xuất hiện trở lại, dáng vẻ người đàn ông rất thong thả, có một chút khệnh khạng, không hề có ý định nhanh chóng di chuyển xe đi chỗ khác. Nhìn ông ta từ tốn qua đường, chậm rãi mở cửa xe, thanh niên quay video phía bên này phải sốt ruột hộ. Có vẻ người đàn ông vẫn chưa ý thức được việc mình làm đang cản trở giao thông nặng nề và gây nguy hiểm cho người đi đường. Sau khi xem xong tình huống này, cư dân mạng không khỏi bức xúc. Ai cũng tò mò người đàn ông này có phải tai to mặt lớn hay đại gia nào không, mà tại sao lại có thái độ bố đời mẹ thiên hạ như vậy. Tôi không sợ người giàu, chỉ sợ những thành phần mới giàu mới có chút đỉnh tiền bạc, tanh tanh cái hất mặt lên trời. Quay biển số lại cho mấy anh công an thấy, mình chạy không rành mà thấy cái kiểu này cũng bó tay. Nhỡ may xui rủi ai va vào thì lại đổ thừa tội người khác. Còn người ta hơn nhau ở cái đầu với cái nếp nhăn trong não bộ đấy. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong tình huống hết sức 3 chấm trong video? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!